Sáng 19 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận một vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty Scancom Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào chiều tối 17 tháng 6 vừa qua đã khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương khi tham gia chữa cháy. Cụ thể, vào lúc 17 giờ ngày 17 tháng 6, tại lò hút bụi xưởng 2 của công ty Scancom Việt Nam nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần 1 đã xảy ra hỏa hoạn. Trong khi chờ lực lượng chức năng đến thì 40 người thuộc đội phòng cháy chữa cháy của công ty này đã tham gia dập lửa tại chỗ. Đến 0 giờ 10 phút ngày 18 tháng 6, các lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Dĩ An, đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần, đội phòng cháy chữa cháy của công ty Scancom Việt Nam đã khống chế được hoàn toàn đám cháy rộng khoảng 30m² trong nhà tôn hút bụi gỗ với chất cháy là bụi gỗ. Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy đã khiến 4 người chưa rõ danh tính của công ty Scancom Việt Nam bị thương do mảng gỗ rơi trúng. Sau đó, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4 thuộc Quân đoàn 4 và chuyển tiếp cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng 3 người đã không qua khỏi và tử vong. Giờ hiện có 1 người bị thương nhẹ đang tiếp tục được cứu chữa. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do không thường xuyên vệ sinh hệ thống hút bụi, khiến hệ thống này bị dơ bẩn, tắc nghẽn, tự phát nhiệt, phát cháy.